Chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, kính thánh Chúa. Khi ấy Gioan rao giảng rằng: có đấng đến sau tôi nhưng quyền lực hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giô-đan. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình, và có tiếng từ trời: con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, ngày thứ sáu này, 12 tháng Giêng, Đức Tổng Giám Mục sẽ về ban những bí tích hai tâm Kitô giáo cho 15 anh chị em dự tòng, đó là lãnh nhận bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ sáu 12 tháng Giêng. Đây là khóa thứ 5 lớp giáo lý dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội. 4 khóa trước có những khóa 15, có những khóa 13, có những khóa 17 người. Và đặc biệt có một khóa là có một đại gia đình, tứ đại đồng đường, tức là từ ông cố, rồi bà nội, rồi bố, rồi con, rồi cháu, 4 đời cùng được rửa tội. Và ngày thứ sáu này, 5 giờ chiều 12 tháng Giêng, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn sẽ về để cử hành bí tích hôn phối, xin lỗi, bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Đồng thời cũng có thể là sẽ có phép giao cho những cặp vợ chồng mà rối. Chúng ta tạ ơn Chúa vì giáo điểm tin mừng chúng ta đã có những anh chị em ngoại đạo đến học đạo và theo đạo. Đây là khóa thứ 5 trong số 1,5 năm chúng tôi về đây, thì đã được 5 khóa giáo lý dự tòng cũng như là 5 khóa giáo lý dự bị hôn nhân cho những anh chị em chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối. Chúng ta tạ ơn Chúa vì giáo xứ chúng ta nhỏ bé, nhưng những con người vẫn đến đây để mong ước được lãnh nhận bí tích rửa tội làm con của Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn để tạ ơn Chúa cho anh chị em. Khi mà lãnh nhận bí tích rửa tội, anh chị em sẽ thắc mắc: vậy hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mà Chúa Giêsu lãnh nhận là của ông nào? Ông nào làm phép rửa? Gioan, gọi là Gioan Bautista, hay còn gọi là Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Gioan Tiền Hô chứ bà này lại Tiền Đô. Gioan Tiền Hô chứ không phải là Tiền Đô. Chúa tôi cứ thấy tiền là cứ nghĩ Tiền Đô với tiền cái thứ. Gioan Tiền Hô là đi trước, hô chứ không phải là đô, hô là đi trước để mà hô lên dọn đường cho Chúa. Thì Gioan Tẩy Giả, Gioan Bautista, Gioan Tiền Hô là người mà hôm nay được Thánh Thần báo cho biết là hãy đến sông Giô-đan mà ban phép rửa cho một người tên là Giê-xu. Thì chúng ta thấy là phép rửa của Gioan và bí tích rửa tội Đức Tổng Giám Mục sẽ ban cho những anh chị em dự tòng sắp tới, cũng như anh chị em ở đây, ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi giơ tay. Bí tích rửa tội là lãnh nhận rồi giơ tay chứ, cao lên rồi, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng chúc mừng những anh chị em ấy.
Qua bí tích rửa tội thì mình được làm con Chúa. Bí tích rửa tội là một trong 7 bí tích mà Đức Giêsu đã lập. Mình xem còn nhớ bí tích nào không? Thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai là bí tích thêm sức. Thứ ba là bí tích mình thánh Chúa. Thứ bốn là bí tích giải tội. Thứ năm là bí tích sức dầu thánh. Thứ sáu là bí tích truyền chức thánh. Và thứ bảy là bí tích hồn phối. Nhưng anh chị em ấy sẽ được lãnh nhận 3 bí tích khai tâm là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích mình thánh Chúa. Thì khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội còn bé thì bí tích rửa tội tha tội tổ tông. Còn khi những người dự tòng, những người lớn mà lãnh nhận bí tích rửa tội thì không những họ được tha tội tổ tông mà họ còn được tha những tội riêng của họ đã phạm từ khi có trí khôn cho đến lúc mà họ lãnh nhận bí tích rửa tội, họ không phải đi xin tội nữa. Rồi sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội rồi, nếu do yếu đuối, do mà bị cám dỗ mà sa ngã phạm tội thì họ có phải đi rửa tội lại nữa hay không? Không, họ đi lãnh nhận bí tích giải tội hay là bí tích hòa giải để được tha tội riêng của họ nha. Thì bí tích rửa tội lãnh nhận bao nhiêu lần trong đời người lãnh nhận được bao nhiêu lần? Mấy lần? Mấy lần? Chỉ có một lần thôi. Nếu tôi rửa tội rồi, bây giờ tôi bỏ đạo, tôi chối Chúa, bây giờ tôi muốn quay về, tôi có phải rửa tội lại nữa hay không? Không, tôi lãnh nhận bí tích gì? Giải tội. Nhà anh chị em nhớ, thì khi mình đã lãnh nhận bí tích rửa tội, ấn tín đã làm con của Chúa rồi thì không có bao giờ mình phải rửa tội lại nữa. Mà một khi mình chối bỏ, một khi mình phạm tội, mình không lại đón nhận Chúa là Chúa của mình nữa, mà mình quay trở về thì mình lại lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích giải tội. Cho nên bí tích rửa tội là để tha tội tổ tông, là bí tích Đức Chúa Giêsu lập. Còn phép rửa của Gioan là một nghi thức sám hối. Người ta thời đó thì chỉ những người không phải đạo Do Thái mới cần lãnh nhận phép rửa để chứng tỏ rằng họ sám hối để họ được tha tội. Còn những người Do Thái thì họ không lãnh nhận phép rửa vì họ cho rằng họ là ngon rồi. Họ cho rằng họ đã là người con của Chúa, đã là dân riêng được chọn rồi, cho nên họ không cần lãnh nhận phép rửa. Nhưng đến khi mà Gioan rao giảng rằng hãy dọn đường cho Chúa, hãy sám hối, hãy quay trở về, thì lúc đó những người Do Thái thấy rằng mình tội lỗi, mình yếu đuối như vậy, thì họ đã đến xếp hàng và lãnh nhận phép rửa của Gioan. Trong số đó có một người cũng đứng xếp hàng như những người khác để lãnh nhận phép rửa, mặc dù người đó không biết tội là gì, mặc dù người đó không hề phạm tội. Người đó mang tên là Giêsu. Một người mà không có tội, không biết tội là gì, vậy mà đứng xếp hàng với những người có tội và cũng lãnh nhận phép rửa như người có tội. Đấy là Đức Giêsu, một đấng giàu lòng thương xót. Làm sao mà tỏ ra được lòng thương xót nếu không thấy rằng mình đồng cảnh ngộ, mình đồng cảm với những con người tội lỗi, với những con người đau yếu, với những con người bệnh tật? Chúa phải đứng xếp hàng với những người tội lỗi để mà đồng hành với họ, để mà cảm thông với họ, để mà cảm nhận rằng những con người tội lỗi, cái tâm tư tình cảm những con người tội lỗi lúc đó, cái tâm trạng của họ như thế nào, và làm cho những người tội lỗi không còn cảm thấy sợ hãi Thiên Chúa nữa, và làm cho người tội lỗi cảm thấy rằng ồ, Chúa cũng đồng hành với tôi, một đấng vô cùng thánh thiện mà đến nắm tay tôi, một con người tội lỗi như thế này, thì tôi hãy mau mắn mà quay trở về với Ngài để được thứ tha, để được cứu độ. Đấy, Chúa cứu độ con người ta là đi suốt, đi suốt, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đồng hành ngồi
tại tận ghế này này, đi xuống đồng hành, ngồi tại ghế này này, đi xuống tận đất đen này, tại cái bùn đen này, để mà đồng hành với từng con người đau khổ, từng con người bệnh tật, từng con người yếu đuối, chứ không đứng ở trên mà nắm tay kéo lên. Không, Chúa không trịch thượng đứng chỉ tay nắp gót, cũng không đứng ở trên mà hô hoán, nhưng mà cúi xuống để mà đồng hành với người ta, để mà nâng người ta lên. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta có một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót, mà trong bài đọc ngày hôm nay, bài đọc 1 cũng như bài đọc 2 nói về một Thiên Chúa mình nghe. Anh chị em nghe đi, sướng lắm, sướng lắm. Thưa anh chị em, đọc lại cho anh chị em nghe lời của Chúa nói về Đức Giêsu Kitô như thế nào, anh chị em nghe. Bài đọc 1 sách Isaiah nói: đây lời Chúa phán, này là tôi tớ mà ta nâng đỡ, là người mà ta chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta trên người, người sẽ xét xử chư dân. Xét xử bằng cách nào? Sẽ không lớn tiếng mà cũng không thiên vị ai. Rất hiền lành nhưng mà rất thẳng thắn. Chứ không phải không lớn tiếng là nhu nhược, rồi lại cũng đi thiên vị người này, thiên vị người kia. Không, hiền lành mà không nhu nhược, không lớn tiếng nhưng không thiên vị ai. Không ai nghe tiếng người ở công trường, người không bẻ gãy cây lau bị dập. Người không bẻ gãy cây lau bị dập. Anh chị em cầm cây quạt lên, giống như là tưởng tượng là cây lau. Cây lau nha, bị dập anh chị em vỗ pop, pop, hai cái. Người không quạt lên không có mở, không mở thế quạt lên, không chưa? Ai không có quạt thì vỗ tay. Người không bẻ gãy cây lau, hai cái thôi. Người không bẻ gãy cây lau, vừa làm vừa nói to lên, cây lau bị dập. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Người không bẻ gãy cây lau, người không bẻ gãy cây lau, người không đập nát đời tôi. Đó, nó to lên. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Cây lau đây là ai? Cây lau đây là mỗi người chúng ta. Mà cây lau đó bị dập rồi, cây lau đó bị tội lỗi làm cho tan nát, làm cho te tua, làm cho tê tái rồi. Cây lau đó bị người đời vùi dập rồi, nhưng Chúa vẫn không bẻ gãy cây lau. Và người không dập tắt tim đèn còn khói. Người không dập tắt tim đèn, dưới cao lên. Người không dập tắt tim đèn, người không bẻ gãy cây lau, người không dập tắt tim đèn. Cái tim đèn nó còn leo lắt tí xíu này mà Ngài không nỡ nào dập tắt nó đi. Không nỡ dập tắt nó đi, tôi lại dập tắt nó mất rồi. Tôi ác hơn Chúa rồi, tôi xấu xa hơn Chúa rồi. Và mỗi người chúng ta cũng hay làm cái hành động xấu xa ấy. Cho tôi mượn cái ngọc, cái quẹt này. Không thể được, cái tim đèn nó còn leo lét khói thế này thì không thể dập tắt nó được, nhưng phải khêu nó lên, phải gợi nó lên, phải làm cho nó phải được cháy lên. Thưa anh chị em, cháy lên. À, ráng lên con, cháy đi con. Tim đèn còn leo lét khói, ánh sáng của Chúa đến đốt con lên. Hallelujah. Đấy, mỗi một người chúng ta, nhiều khi mình là những cái tim đèn nó còn leo lét khói thôi. Xì ke, ma túy, đĩ điếm, suốt lắc, cá độ, đủ thứ tội lỗi. Nhưng dẫu sao đi nữa, nó vẫn còn cái tim đèn leo lét khói chứ. Dẫu sao đi nữa, nó còn còn một tí lương tâm chứ. Dẫu sao đi nữa, nó cũng còn một tí lương thiện trong nó chứ. Mà xã hội cũng ruồng rẫy nó, giáo hội cũng ruồng bỏ nó, rồi gia đình cũng chê chối nó. Nó biết bám vào ai đây? May quá, còn có chỗ để nó bám. Nó bám vào lòng thương xót Chúa. Nó bám vào lòng thương xót Chúa. Còn chỗ để bám, còn nơi để mà chạy đến, nơi ấy là giáo điểm thịnh mật. Dẫu sao cũng còn có một nơi để mà chạy đến. Dẫu sao ở đây chẳng có cái cửa nào nó đóng chặt hết,
Dẫu sao ở đây sáng sớm 3 giờ sáng người ta đã đến, chạy đến rồi. Và có khi 10 giờ đêm, 11 giờ đêm cửa vẫn chưa đóng được vì vẫn còn có người. Vì của con à, đau thương quá à. Vẫn còn có người thương chị em, hạnh phúc lắm, vui lắm. Cho nên đấng nhiều lòng thương xót, đấng mà lãnh nhận phép rửa đấy, đấng ấy không dập tắt tim đen. Lại quên rồi. Đấng ấy không dập tắt tim đen. Dập vỗ lên, đấng ấy không dập tắt tim đen. Và đấng ấy không bẻ gãy cây sậy. Vâng, thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta có thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn không bẻ gãy, Chúa vẫn không dập nát, vẫn không bao giờ thất vọng về con người. Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Chúa vẫn luôn tin tưởng vào con người. Chúa vẫn luôn mong đợi con người có ngày nó trở lại như là người cha nhân hậu, vẫn đứng ngày đứng đêm mong mỏi đứa con hoang đàng quay trở về. Thì anh chị em mình, chúng ta đừng bao giờ thất vọng về người khác, và cũng đừng bao giờ thất vọng về chính mình. Cha ơi, con tội lỗi quá cha ơi. Sáng ngày có một người anh em đến, có một bác từ bên Mỹ về, dắt đứa cháu ở Việt Nam đến. Cha ơi, cháu nó 10 năm nó chơi hẳn đá, nó tội lỗi quá, bây giờ sao bây giờ cha? Bảo không, nó còn đến đây là còn hy vọng, đúng không? Nếu mà nó không đến đây là khó lắm. Nhưng mà nó bảo 10 năm con chơi hẳn đá rồi cha, con bỏ mãi không được, cứ bỏ đi bỏ lại, bảo vẫn còn cơ hội, con còn đến đây là còn cơ hội, là tim đèn nó còn leo lét khói, là cây sậy ấy nó bị dập nhưng mà chưa nát, dập mà chưa nát, còn khói mà vẫn chưa bị tắt hoàn toàn, cho nên còn hy vọng. Người chị em khác ở bên Đức về nói, thưa cha, cháu của con nó phá qua bao nhiêu là tiền của nó chơi, con ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mà nó chơi toàn hàng sang hàng xịn, không, nó ăn cả bữa cả bạc triệu, nó đi đôi giày cả mấy triệu, vân vân và vân vân. Nó chơi sang quá, nó nuôi hai đứa, một đứa vợ và một đứa bồ. Có không? Không có. Nuôi một người vợ người bồ, thế thì bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn cứ không chịu. Tôi nói mình vẫn còn hy vọng chứ, còn một ngày nào đó tha thiết cầu nguyện, vì Chúa là đấng không bao giờ thất vọng về con người, thì mỗi người chúng ta cũng đừng bao giờ thất vọng về chính mình. Chơi hết thuốc rồi, tôi nói thế gian thì bảo hết thuốc, Chúa còn thuốc không? Thuốc ấy mang tên là lờ tờ sờ, thuốc lờ tờ sờ, còn thuốc. Mà dẫu người ta bảo là còn nước còn tát, bây giờ hết nước còn tát được không? Hết nước còn tát được không? Nước lòng thương xót Chúa có giờ cạn không? À vậy sao mà sợ? Nước lòng thương xót Chúa mênh mông không bao giờ cạn. Có người chị em khác nói với một người ở bên nước ngoài về, bảo này chị nên đi ra ngoài biển. Bảo thôi kỳ này tôi về tôi đi lòng thương xót Chúa, tôi không có ra biển nữa. Bảo không, chị ra ngoài biển đi, chị dìm mình xuống biển và chị sẽ thấy rằng là lòng thương xót Chúa còn lớn hơn cái biển này, còn mênh mông, còn bao la hơn cái biển này nữa. Cho nên người ta bảo rằng còn nước còn tát, bây giờ tôi nói là hết nước thì vẫn còn tát, hết nước của trần gian thì tát nước lòng thương xót, được không? Tát đâu? Tát đâu? Tát cái gì? Tát nước, nước gì? Lòng thương xót, chứ đừng có tát nhau, đừng có tát tay, đừng có tát tay nhau, nhưng mà tát nước lòng thương xót. Người không bẻ gãy cây lau bị dập, và tim đèn còn khói người không dập tắt. Người trung thành đem lại lẽ công bình, người sẽ không buồn phiền, không nao núng. Đấy, con cái của lòng thương xót Chúa phải là những con cái không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. Không lớn tiếng, không thiết vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Anh xem đến đây cũng vậy, tập đi, đừng lớn tiếng.
vào mua cái gì cũng vậy, nó bé bé thôi người ta nghe, người ta biết, người ta bán cho mình. Và người bán cũng vậy, nó nhỏ nhỏ thôi để cho người ta mua, người ta cũng nghe được. Hai bên cứ nhỏ nhỏ mà nói với nhau. Rồi ta xếp hàng đặt tay cầu nguyện cũng vậy, vừa đi vừa lần chuỗi cầu nguyện. Chứ phải đi xếp hàng đặt tay vừa đi vừa to tiếng, sao khỏe mày, mày chốc mày đi đâu mày, chốc mày lấy xong ăn cái gì mày. Không có. Rồi người ta mời mình vào đứng vào trật tự thì mình cũng nói, tao cứ đứng đây mày làm gì tao. Thì ai làm gì được bà đâu, ai làm gì được bà không? Không. Mà bà lên có ăn thua gì không? Không luôn. Thế thôi. Cho nên đến đây anh chị em tập đi, đừng lớn tiếng nha. Đừng lớn tiếng, tập đừng lớn tiếng. Có cái gì thì nhỏ nhẹ mà nói. Có những người trong nhà thờ, ê mày về chưa, mày về chưa? Bà ơi, nhà thờ hay cái chợ vậy bà? Chả bao giờ ý thức được mình đang ở trong nhà thờ, đang là nơi nghiêm trang mà đang là có mình Thánh Chúa mà. Mình hãy để cho lòng mình lắng xuống chứ. Mình cứ gì cũng nói to quá. Tại vì bảo thưa cha, tại con đi làm hãng dệt, thảo nào hãng dệt đúng phàng 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 phàng. Cho nên là phải nói to mới nghe được. Lúc về hết dệt rồi mà vẫn cứ nói to. Cho nên là có hai người kêu mày đi dưới đò, kêu mày đi trên bờ. Hai ông hỏi nhau, ông đi chợ đó phải không? Ông kia, không, tôi đi chợ. Ông dưới đò, ôi vậy mà tôi tưởng ông đi chợ. Chả ai nghe ai cả. Cho nên nếu ông hỏi ông kia, ông đi chợ phải không ông? Ông trên này đâu nghe rõ mà, không, tôi đi chợ mà. Ông dưới này, ủa vậy mà tôi tưởng ông đi chợ chứ. Thì anh chị em, chúng ta ồn ào quá, lớn tiếng quá, không nghe được tiếng Chúa nói đâu. Đến đây những lúc mà cầu nguyện, những lúc mà đặt tay, lúc mà lần Chúa mân côi, lần chuối lòng thương xót Chúa, là lúc anh chị em phải lắng lòng lại, phải thầm thí mà cầu nguyện, mở miệng ra mà cầu nguyện, chứ phải lớn tiếng mà nói chuyện. Tôi nhắc luôn cả những anh chị em ngoại đạo, anh chị em đến chùa, đến đình cũng phải nghiêm trang thinh lặng, thì vào trong nhà thờ anh chị em cũng phải giữ sự nghiêm trang thinh lặng, chỉ nói những gì cần phải nói và nói nhỏ để đủ hai người nghe mà thôi. Chứ không phải ào ào nói chuyện xong lên đặt tay cúi đầu xong xuống lại ào ào nói chuyện, không có. Đến đây hạn chế nói ít thôi để thời giờ mà nghe tiếng Chúa nói với mình. Được không? Được không? Đấy, lúc bây giờ cần nói thì không nói, còn lúc không nói lại nói. Được không? Bây giờ cần nói to thì không nói. Được không? Đó, hét to lên cho nó đã đi, nãy giờ không được nói nữa đi. Được không? Đấy, nó đã chưa? Để nghe tiếp. Ta là Chúa, ta đã gọi ngươi trong công lý, ta đã cầm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi, đã đặt ngươi thành giao ước của ta và nên ánh sáng của chư dân, để ngươi mở mắt cho người. Người que Chúa thì cái bài mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng, và đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối. Nhớ, mở mắt cho người, đưa khỏi tù những người bị xiềng, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối. Mỗi người chúng ta cũng vậy, phải trở nên ánh sáng cho những người khác, là mở mắt cho người mù. Mù đây là mù về mặt tâm hồn. Họ mù vì họ chưa nhận ra Chúa, họ mù vì họ chưa nhận ra anh em của mình, thì hãy mở mắt cho họ để họ nhận ra Chúa, và họ nhận ra Chúa hiện diện trong người anh em của mình. Mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích. Họ đang làm nô lệ của tội lỗi, đang làm nô lệ của những đam mê bất chính, đang làm nô lệ cho cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, vân vân. Họ đang là những người bị nô lệ, đang bị xiềng xích, thì mình hãy làm sao đưa ra khỏi tù những người đang bị xiềng xích ấy, và đưa ra khỏi ngục những người đang ngồi trong tối tăm. Những người ngồi trong tối tăm của sự hận thù, của sự ghen ghét, của sự ích kỷ, của sự hưởng thụ, họ ngồi trong bóng tối.
mặc dù họ ở trong căn nhà đầy là đèn pha, đầy là vàng, đầy là đô la, một căn nhà sáng trưng sáng rực lên cả thành phố, nhưng họ không biết nghĩ đến người khác, nhưng họ không biết nhìn đến những người nghèo khổ, nhưng họ không biết quan tâm đến những anh chị em đói khổ của mình, thì họ vẫn là những người ngồi trong tối tăm, họ vẫn là những người đang bị ở trong tù và bị xiềng xích, và họ vẫn là những người đang mắt đang bị mù, không nhận ra anh em của mình. Đấy, lãnh nhận thật rửa tội. Chúng ta được Chúa giải thoát mình, mở mắt mình để nhận ra con có Chúa. Hallelujah. Con mở mắt sang người bên cạnh, nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người anh em của chúng con. Hallelujah. Chúa giải thoát con khỏi tội lỗi. Hallelujah. Và Chúa phá tan những xiềng xích trói buộc con khỏi tất cả những cái đam mê bất chính. Hallelujah. Và bài đọc 2 sách Công Đồ Công Vụ nói như thế này: tôi nghiệm rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ sở nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Chúa là đấng không thiên tư, không tây vị ai cả. Ta thì hay bị cái tật thiên vị, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. Yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, mà ghét nhau thì ghét cả công ty họ hàng. Mình thiên vị lắm. Cha sở chúng tôi cũng, những linh mục cũng dễ bị cái bệnh thiên vị giữa người xấu với người đẹp. Mình thích ai? Nói đi để tôi xấu hổ. Nói thẳng vào mặt tôi, đừng có ngại. Giữa người xấu và người đẹp tôi thích ai? Giữa người giàu và người nghèo tôi thích ai? Giữa người sang với người hèn tôi thích ai? Giữa người có chức với người khô rách áo ôm tôi thích ai? Tôi đi theo người có quyền hay đi tôi theo người không nhà không cửa? Đấy, tôi đấy. Linh mục chúng tôi dễ bị cám dỗ là thiên vị lắm. Cứ chọn như người có tiền, rồi đại ân nhân, rồi trung ân nhân, rồi đủ thứ. Những cái ghế trong nhà thờ, cứ ghế nào mà đẹp nhất, sang nhất, trọng nhất. Có cái ông kéo chuông nhà thờ được ngồi không? Có cái bà làm vệ sinh được ngồi ở ghế nhất ở trong nhà thờ không? Có cái anh gác cổng nhà thờ được ngồi ở cái chỗ ghế bọc đỏ không? Không, đây là phải đại ân nhân, đây là phải có chức có quyền mới được. Có phải là mình thiên vị không? Thiên vị. Cho nên ở đây tôi nói là ưu tiên số 1, hàng ghế danh dự đây này. Đây là hàng ghế danh dự dành cho ai? Người khuyết tật. Ở bên kia nhà vệ sinh chúng tôi mới làm một cái phòng vệ sinh VIP. Phòng vệ sinh VIP có nghĩa là VIP đó, very important person, là dành cho nhân vật rất quan trọng. Phòng vệ sinh VIP ấy dành cho ai? Người khuyết tật. Đừng có ai dành của họ nhớ. Ưu tiên cho người khuyết tật có đầy đủ nước, có đầy đủ lavabo, có đầy đủ chỗ cầm tay cho họ. Ưu tiên số 1. Nhà vệ sinh cũng số 1 là người khuyết tật. Trong nhà thờ cũng số 1 là người khuyết tật. Rước lễ cũng số 1 là người khuyết tật. Đặt tay cũng số 1 là người khuyết tật. Nhớ cái đó. Chúa không có thiên vị. Tại sao mình sống mình hay thiên vị người này người kia thế? Cho nên những lúc đêm về tôi cũng phải đấm ngực lại Chúa, hôm nay con hơi thiên vị rồi. Con hơi thích người này hơn người kia. Con nhìn đứa đẹp con nhìn lâu hơn đứa xấu con. Con sao biết? Biết chứ cha, đấy chưa? Họ biết hết à, giống như họ tin lắm. Cha mà thiên vị ai là họ biết liền, đúng không? Rồi tiếp người đi xe hơi hơn là tiếp người đi xe đạp con. Có cái anh Việt Kiều, anh ấy cũng hay chọc mấy ông cha. Ông ấy, anh ấy mang tiền về, người ta gửi đi mang tiền về cho tôi. Nói tôi đi, khỏi nói ai, khỏi động chạm. Thì anh cứ mặc cái quần sọc, anh đội cái mũ sụp sụp, anh cứ đứng cổng. Bảo anh đi tìm ai đấy, tìm cha, có chuyện gì không? Thì có chuyện. Tôi lại bảo, cứ ngồi đó.
là cứ nó cứ ngồi đó chả nói gì cả. Có thể gặp mấy ông xe hơi rồi mấy bà đầm mấy lệ cô xoa rê mình tiếp vui vẻ, nên cứ ngồi nó nhìn chả nói gì. Thế tí lại sao anh có chuyện nữa không, mà con muốn gặp cha có chuyện gì không, thì có chuyện mới gặp. Nó nói kiểu vọng thì cũng ngồi chờ đó, lại bắt nó chờ hả. Lại đi tiếp và thấy bà kia biếu xém rồi thấy mình ta to chó này lại ton chạy ra, cứ bảo nó cứ ngồi nó chờ mãi tới trưa rồi tới giờ ăn cơm, bảo thôi tới giờ tôi ăn cơm rồi anh có gì nói lại lên rồi tôi còn đi ăn cơm. Thế nói chẳng giấu gì cha, con bên nước ngoài mới về. Nhột bảo anh ở đâu về, con ở bên Mỹ về, có chuyện gì không? Dạ thưa con thì không có biết cha, nhưng mà có người quen. Mọi người quen họ làm gì? Họ quen họ nhờ con đưa về cho cha. Đưa cái gì, quá đây, quá đây, quá đây. Xấu hổ không? Nó cứ từng rồi thì vào khách rồi, sao anh, sao có chuyện gì? Rút ra một cọc, thưa cha, có người quen họ về, bọn nó gửi cha cái cọc này. Con đứng ở chờ cha lâu quá, con đang tính về mà may quá cha mà không gọi con lại con về luôn. À không, tôi xin lỗi anh, tôi thông bạn, tôi xin lỗi anh. Hỡi lại dùng cơm, lấy nước. Xấu hổ không? Quá xấu hổ. Thế thì thưa anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để đừng bao giờ bị cái bệnh mà thiên vị. Chúa là đấng không thiên vị, mặc dù Ngài rất hiền lành, không to tiếng, nhưng mà rất thẳng thắn, rất trung thực và cương trực, không có thiên vị. Tại vì ta thường thiên vị những người có chức có quyền, đúng không? Những người có chức có quyền là mình nể nang, mình sợ. Những người giàu có là mình nể nang, mình sợ Thiên Chúa. Không có tiền cũng như là không có tiền, giàu cũng như là nghèo, đẹp cũng như là xấu. Tất cả, Đức Giáo Hoàng Francisco nói, tất cả chúng ta, tôi cũng như anh chị em, đều là những con người tội lỗi. Đó là cái sự bình đẳng căn bản nhất. Tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau. Như Đức Giêsu đứng xếp hàng với tất cả những người tội lỗi khác. Khi mình xếp hàng là những tội nhân, có thằng nào nói, tao đứng trước mày, mày mới muốn đứng trước làm gì, tao tội nhiều hơn mày, có. Tại sao đứng xếp hàng đặt tay không dành, bảo sao mày dành đi trước, tao nhiều tội hơn tao đi trước, có. Tao đứng thằng nào mà tội thằng nào lên nhường hết là tội đi trước ấy. Ất thì thưa anh chị em, đã thấy rõ ràng như vậy, anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi nha, cầu nguyện cho chúng tôi để được noi theo gương của Đức Giêsu, đấng không thiên vị ai. Và cái này nữa hay hơn này, như anh em biết điều xảy ra trong toàn cõi Giuđa, ấy là Đức Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong cho người. Người đi qua mọi nơi ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Nếu Đức Giêsu không có Thiên Chúa ở cùng thì Ngài không thể ban bố ơn lành và không thể trừ được những người bị quỷ ám. Vậy thì những người mà được Chúa chọn ngày hôm nay, đặc biệt là các linh mục, tu sĩ, muốn làm được chuyện đó thì phải có Thiên Chúa ở cùng. Nếu mà không có Thiên Chúa ở cùng thì mình chẳng có làm được bất cứ một chuyện gì. Nhưng nếu có Thiên Chúa ở cùng thì Đức Giêsu bảo các con có thể làm được như Thầy và còn thể làm hơn thế nữa, là đi đến đâu là thi ân giáng phúc đến đó, là ban bố ân lành và xua trừ ma quỷ. Hôm nay chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một người anh em. Mời anh. Chúng ta nhìn người anh em của chúng ta thấy hết sức dễ thương không? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh cho biết anh tên là gì? Dạ con tên là Quân. Quân bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ con ở Nha Trang, con 47 tuổi. À, 47 tuổi Nha Trang, hiện nay địa Quân làm nghề gì? Dạ, trước khi con đi biển, giờ con ở nhà nuôi gà. Trước đi đâu? Đi biển, bây giờ ở nhà. Dạ, ở nhà nuôi gà. À, rồi xin lỗi Quân, là mọi người nhìn thấy hai cái tay của anh ấy đã bị mất tới đây là cái tay phải và đây là tay trái của anh ấy, bị mất hết hai tay. Và
Tức Quân chia sẻ cho người biết là tai nạn gì hay là làm sao mà Quân mất hai cánh tay? Dạ con bị mình. Hồi đó bao nhiêu tuổi? Dạ 10 tuổi. 10 tuổi là bị mình và mất hai cánh tay. Rồi Quân có gia đình chưa? Dạ chưa. Rồi làm sao mà Quân mất hai cánh tay mà Quân vẫn đi biển được như thế nào? Dạ con lái tàu cho tay lái câu. Nghe gì đâu? Muốn nghe lại không? Quân đi biển Quân làm gì? Lái tàu cho tay lái câu. Lái tàu không có hai cái cánh tay mà lái tàu thêm chị em. Và miệng cũng là bị do mình nó văng hay sao? Dạ bị mình. Rồi bây giờ không lái tàu nữa thì nhà Quân làm gì? Dạ con nuôi ghe. Rồi về cuộc sống của Quân sống như thế nào? Dạ cũng bình thường chứ. Vẫn đủ ăn đủ mặc. Dạ. Hallelujah. Quân có giờ buồn chán kêu ca than trách Chúa vì mình đã không có đôi tay như người khác không? Dạ không. Nghe lại có hay không? Dạ không. Nghe lại có hay không? Dạ không. Đấy có những người người ta như thế này đây mà người ta có kêu ca trách móc phiền toái gì đâu mà anh chị em mình hơi bị một tí, hơi bị một cái dầm, hơi bị một cái khó khăn là than thân, là trách phận, là trách Chúa, không hề than trách. Và Quân được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào hôm nay anh giới thiệu Quân đến đây? Dạ bà chị. Dạ bà chị thứ hai để đi về để giới thiệu con tới đây. Con vô đây đây được lần bê lần hả chị? Được, con vô đây mấy lần rồi? Dạ bê lần. Mấy? Bê lần. Bảy lần. Bê lần. Ba lần. Ba lần anh ấy vô đây. Tại vì anh bị cái miệng, anh bị cũng bị mình nó nổ luôn mà cho nên nói rất khó. Quân ăn uống có dễ dàng không? Dạ con bình thường dễ dàng chứ. Ăn uống bình thường rồi con thích, ví dụ như là con ăn uống hay là vệ sinh hay tất cả mọi cái con làm có cần ai giúp hay con tự làm lấy? Dạ con tự em lấy. Rồi con có đi học, có đi học không? Dạ con bị hồi nhỏ con có học chứ. Mà biết chữ? Dạ không. Biết đọc biết viết không? Dạ con luôn. Con luôn. Nhưng mà con mặc áo mà rồi các thứ làm như thế nào? Dạ cũng bình thường. Áo tự con giặt con bận luôn. Áo tự con giặt luôn. Hallelujah. Cơm ai nấu cho con? À, nhà em. À, nhà em nhiều khi ra đây còn con nấu mang luôn. À, tự con nấu ăn cơm luôn. Dạ. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Có những người mà thanh niên thiếu nữ bây giờ mà 25 tuổi bỏ nấu cơm rồi không biết nấu cơm. Không biết nấu cơm, không biết làm ăn thức ăn gì cả. Mà đây một người người ta không có hai cánh tay, người ta vẫn sống sinh hoạt như một người bình thường. Chỉ tiếc là anh ta không được đi đến trường mà thôi. Bây giờ mục ước của Quân đến đây là bạn lần thứ ba này, lần mục ước của Quân là gì con? Ước cho mọi người càng ngày tới đây đông hơn nữa. Nghe rõ không? Mục ước là mong cho mọi người càng ngày càng tới đây đông hơn nữa. Có nghĩ gì cho bản thân mình không? Không hề. Không hề. Còn những người mặc đẹp, mặc rất sang mà tới đây, cha cầu nguyện cho con, cha cầu nguyện cho con, cha con khó khăn lắm, cha ơi con đang khó khăn lắm, trời ơi. Trời ơi, chỉ cứ lo cho bản thân mình, không phải cầu nguyện gấp cho con phải về đấy chứ. Cầu nguyện khẩn cấp cho con phải đi thế này thế kia. Đây nhìn đi. Cầu nguyện mà mong cho mọi người đến đây càng ngày càng đông, có nghĩa là nhiều người được biết đến lòng thương xót của Chúa. Đây, cho tặng cho con Quân cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là kết quả. Một trong năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thứ bảy ngày 13, mời Quân đến đây cầu nguyện nha. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Đây là tràng chuỗi nha. Quân cầm. Rồi đây là móc khóa lòng chuỗi thương xót nha. Rồi chưa? Rồi bây giờ đây là một cái chặng chuỗi 50 luôn cho Quân này. Rồi chưa? Rồi còn gì đâu? Rồi nhà Quân có đầu máy để nghe không? Nghe CD á? Dạ không, dạ. Dạ không. Rồi, nếu mà có thì cháu sẽ tặng cho con cuốn sách. Nhà con có ảnh lòng Chúa thương xót Chúa chưa? Có chưa? Biển nếu mà cho tặng con cầm sao?
Con suy nghĩ coi. Rồi, xin chúc mừng cho Quân nha. Rồi. Con cảm ơn chưa rồi, cảm ơn tập đoàn. Rồi, người thứ hai mà chúng tôi muốn mời anh chị em gặp gỡ đó là người anh em. Mời con. Cho chúng mình đi ghế. Mời cái ghế. Đây là người mà đang đi bằng bốn chân. À, con đây này. Đây, mình ngồi đây đi con. Rồi, con lên đi. Thì con lên đi. Rồi, con cứ lên. Rồi. Rồi, thưa chị em, trước mặt chúng ta là một người anh em, hai chân anh ấy bị liệt và một cánh tay, tay trái cũng bị cụt luôn. Chúng ta thấy người nãy người anh em là cụt hai tay, còn đây là hai chân bị liệt và cánh tay trái bị cụt. Chỉ còn một cái bàn cánh tay phải mà thôi. Con giới thiệu mà biết con tên gì? Dạ, con là Dâu Ăn, báo chí Sĩ Tam, huyện Quảng Bình. Là Sử Gia Hưng, tỉnh Quảng Bình. Dạ, con là 60 tuổi. À, con 60 tuổi, con làm nghề gì? Con cha mẹ sinh ra là tan gật sinh nông đồng mẹ. Tức là vừa mới sinh ra thì con đã bị hai cái chân bị liệt. Dạ, là hai cái chân bị liệt. Được, con là năm 80 là con có vợ. Năm 80 con có vợ. À, lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Con có vợ được 70 con. Năm đứa con trai, hai cô con gái. Giờ con của con là có cửa có nhà được, hai đứa con dâu, hai người con rể rồi. Già 11 đứa cháu. Rồi cái cánh tay trái của con bị sao mà nó bị cụt luôn? Tay trái của con là lúc năm 80 con cưới vợ về, là năm 81 đã đẻ cu đầu. Sinh đứa con trai đâu là con đi thảo bom mình gỡ bom mình bán đó kiếm tiền nuôi con với vợ. Gỡ hạt nổ ra nó nổ cụt một cánh tay. Năm 81, năm 1981 rất bị mất cánh tay. Sẽ từ con thảo bom mình. Dạ. Yeah. Do cuộc sống là đi tháo bom, tháo mìn, gỡ bom gỡ mìn nó bị nổ. Chắc cái Quân cũng bị vậy phải không con? Vâng, anh Quân của chúng ta bị mất hai tay với cái miệng bị hư cũng là vì vậy. Vì mưu sinh và vì cuộc sống không còn cách nào khác. Có khi biết là nguy hiểm nhưng mà không còn cách nào khác. Anh ấy bị đôi chân là bẩm sinh bị liệt, bị cái tay là năm 80 thì bị cụt tay là sau khi lấy vợ hay trước khi lấy vợ? Dạ, con là coi như là con cứ cưới vợ là coi như là hai tay là con. Năm 80 con cưới về là mới được 3 tháng là coi như là con là đi gỡ bom mình để mà có tiền để mà hai người trong sinh sống với nhau. Không ngờ bị cụt tay đi là trầm lại một năm sau là con mới sinh được thằng cu đầu, con trai đầu. Dạ, đứa con trai đầu con cũng như là được 3 đứa cháu rồi, 2 trai 1 gái. Đứa con đi làm ăn ở bên Lào. Dạ. Con thì, từ đó thì con lấy gì để con sống để nuôi 7 đứa con của mình với đôi chân bị liệt và cánh tay bị cụt, con sống bằng nghề gì? Dạ, từ con đứng đây treo đò, một tay rồi con treo đò qua một con sông nhỏ nhỏ ở ngoài tỉnh Quảng Bình, có con dòng sông chạy đến dòng Phong Nha, có dòng Phong Nha, có con dòng sông dòng Phong Nha chạy về biển, con treo đò qua sông nữa, con đứng đây con cứ treo đò nữa. Nuôi vợ nuôi con, đến ngày hôm nay con lớn lên, con đi làm ăn ở bên, hôm nay cũng có được đồng tiền cho con, ba đau, gửi tiền về cho ba bố, nghe tin cha ở là Sài Gòn, là ở nhà bè, huyện nhà bè, là cha đã chữa lành các bệnh, thì con có đau là phổi, ở đây con bị viêm phế quản, con đau là coi như là 20 năm viêm phế quản rồi, mà người là coi như là cứ là yếu rồi, con cũng đi chữa mà hết cứ cầu xin Chúa đây cho con khỏe, con sống với con cháu. Con hôm ấy gửi tiền về, ba cái đi cha đi, đừng đi bệnh viện mới vô đây.
muốn để cha mà để cha chịu cho tôi lên mà sống với con cháu. Rồi rồi anh về ở nhà thì em di chuyển là cái gì, nhà có xe lăn hay không? Nhà cũng là các khu từ thiện của cha cũng giáo sinh dòng bác ải cho con một chiếc xe lăn, nhưng mà ở ngoài Bắc Bình vô xa con cũng cần đi theo. Vợ con vô đây, vợ con đi theo con. Có vợ đi theo không? Dạ vợ đi theo nữa, để cho mời vợ lên để cho con xin phép cha. Em ơi, đến đây cha gặp em ơi. Em mượn áo cha, em mượn áo cha, đến đây cha gặp. Con tên là gì? Thưa cha, con Nguyễn Thị Phúc. Phúc nay bao nhiêu tuổi con? Con 54. 54 tuổi. Khi mà con lấy anh ấy là lúc đôi chân của anh ấy bị liệt đúng không? Dạ. Rồi làm sao mà con lại yêu mà lấy được một người chồng như thế này được? Lúc đó hai người yêu nhau như thế nào? Kể cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, Chúa xui giúp lòng con thể anh đi bỏ liệt, con thương với con yêu anh. Con thấy con thấy sao con thấy gì? Dạ con thương anh không đi được, thua thiệt về người hai chân nên là con thấy là con cũng yêu anh, rồi con ở luôn nhà. Đây mới là đúng một thứ tình yêu, đúng nghĩa tình yêu. Con thấy anh ấy bị thua thiệt, con thấy anh ấy bỏ đi bằng đôi chân của anh ấy. Con thương anh ấy, rồi con yêu anh ấy, rồi con lấy anh ấy và con ở với anh ấy. Thưa anh chị em, đấy một Đức Giêsu đang đồng hành với chúng ta trong khi lãnh nhận phép rửa là như vậy. Chúa thấy con người tội lỗi, Chúa thương con người tội lỗi, Chúa yêu con người tội lỗi và Chúa ở với con người tội lỗi. Có đúng không? Đúng không? Con người này đang sống đúng với cái tinh thần của Chúa Giêsu. Con thấy anh ấy thiệt thòi cho nên con thương anh ấy. Chúa thấy chúng ta là những người tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền cho nên Chúa thương chúng ta. Con thương anh ấy, con thấy và con thương. Anh chị em đến đây Chúa cũng thấy và Chúa thương anh chị em, những con người nghèo khổ, những con người đau ốm, những con người bệnh tật, những con người gặp bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc đời. Chúa thấy và Chúa thương. Chúa thương và Chúa yêu. Chúa yêu và Chúa lấy. Chúa lấy, Chúa ở với chúng ta. Thưa anh chị em, tại đây Chúa mời gọi anh chị em đến đây để Chúa thương, để Chúa yêu, để Chúa ở với anh chị em. Tại đây để Chúa thi ân giáng phúc cho anh chị em. Đi đến đâu thì người thi ân giáng phúc đến đó, người ban bố ơn lành đến đó. Đấy thưa anh chị em, hình ảnh của một Thiên Chúa đồng hành với con người là như vậy. Nếu mà chị ấy không thấy, chị ấy không thương đâu. Cho nên Chúa thấy như vậy và Chúa thương. Và hai vợ chồng con đến đây, nguyện ước của con là gì? Thưa cha, con cùng ở ngoài quê thôi, không thấy những người có tiền họ đi trước. Họ muốn như Chúa lòng thương xót của Chúa nên là cha giúp đỡ để cầu bầu đổ xuống muốn ơn cho họ được lành bệnh. Thì con trong lúc đó thì con cũng đau là gái cuộc sống, con cũng đi chụp phim viện về rồi mà không lấy được, con đau lắm. Mấy năm con đau 3-4 năm nặng quá là con đi làm được. Anh cũng đau bị phổi rồi cũng không làm được gì. Như cái trong mấy đứa con nó làm thế thì cho ba mẹ đi chữa trong cha về trong chùa thương xót của giáo hội giáo phận của mình, rồi là nhờ cha giúp đỡ cho vợ chồng. Con là đạo gốc hay đạo theo? Dạ. Con có đạo không? Dạ. Con có đạo không? Dạ, thưa cha, con có đau. Dạ, đau gốc. Đau gốc, còn con? Dạ, con cũng đau gốc. Dạ, thưa cha, cho con nói một lời về công đoàn. Bên vợ con là có một người cha là Cao Phạm.
được đấy là vô sống ở là nhà thờ là nhà thờ em ấy, nhà thờ Sài Gòn em ấy, nhà thờ mà cả đấy ở này, nhà thờ Chị Hoa, nhà thờ Chị Hoa cả ở là vùng con đó, vô là coi như là ba con người vợ, vợ con là kêu bạc mà cả vô sống này thì cả là coi như là bị hiểu ở đó, thì qua đây cả thì sống qua đây cả cũng chết tại nhà thờ Chị Hoa chứ mù cả năm đâu Chị Hoa. Về con xin phép chính thưa, xin phép cha, chính thưa cộng đoàn là đây là người tôi như đây không ai mà lấy tôi đâu, cũng chính thưa về cộng đoàn như được, đây là Chúa Mẹ Maria và Chúa là cao cả nhất của Chúa trên trời dưới đất, Chúa là nền đất, Chúa ban cho tôi có vợ, ban cho tôi có 7 người con, cho từng người tôi như đi ngoài xã hội ai mà tôi cũng có vợ đâu, ai. Thực sự cho vay không ảnh đây cho gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn sách Con Đường Tí Thác, Con Đường Tí Thác với CD đi kèm theo trong này. Con Đường Tí Thác mà chúng tôi viết trong thời gian 3 năm cảm nhận được lòng thương xót Chúa, nó cũng phải trải qua những cái đắng đót, những thử thách như thế này thưa anh chị em, cho gửi tặng cho chúng con nha. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót, đây cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con để đem Chúa về trong gia đình của mình. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là sâu chuỗi lòng Chúa thương xót. Con để con xỏ cái chuỗi này vào cho tay vợ của con đi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi, cảm ơn cộng đoàn. Rồi, con tự con đi xuống. Để anh tự anh đi xuống được. Anh vẫn như thế nào thì anh cứ làm như thế đó. Rồi, mời anh chị em chúng ta gặp gỡ một cặp chứng nhân thứ hai, thứ ba. À, con tên là gì? À, cha và con đoàn là con mặt ta lên thì Hồng Loan, con ở giáo sứ Quảng Đông, giáo phận Vĩnh ạ. À, Hồng Loan bao nhiêu tuổi? Dạ, con 31 tuổi. 31 tuổi, còn con? Dạ, thưa cha và thưa con đoàn, con là du sĩ Nguyễn Văn Thiêm, con đến từ giáo sứ Quảng Đông, giáo phận Vĩnh. Rồi, đây là cặp vợ chồng, chúng con lấy nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ, thưa cha, con lấy nhau được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi, trong thời gian 5 năm chúng con có được con cái hay không? Dạ không cha. Rồi 5 năm không có con, rồi cuối cùng khi làm sao mà ai đưa dẫn chúng con đến đây? Dạ trước tiên là con rể của con lên ở dưới dân ái đến chơi đây, chỉ cho con hai vợ chồng con Di và Dương đi lên giáo điểm Tín Mừng mà. Nhà con không biết ở đâu hết, nhà con chỉ biết ở nhà thơ Chị Hoa, nhà con đến nhà thơ Chị Hoa nhưng mà không có sạch. Sau đó có một bà chị ở chỗ nhà thơ Chị Hoa chỉ cho anh rể con và hai vợ chồng con xuống ở nhà bè. Và lúc bữa đó con đi là mùng 1 tháng 5, mùa tháng hoa của mẹ mới là 2017 ạ. Con đến đây là ngày 1 tháng 5, tháng hoa của mẹ năm 2017. Và khi chúng con đến đây, chúng con cầu nguyện ơn gì? Dạ, thưa cha, ban đầu thì con cũng đến đây thì con cũng chưa tin. Nhưng mà sau về rồi đến tháng Mân Côi Đức Mẹ thì con bắt đầu với cầu nguyện. Thì lúc đó về thì con cũng không tin lắm, thế chứ cũng chưa cầu nguyện đến về Chúa nhiều. Nhưng mà sau đó thì con đi làm thì có thời gian rảnh, con cứ lên đến chỗ này như cha đặt tay và như cộng đoàn cầu nguyện thì sau đó thì vợ con đã có thai. Và hôm nay thì con đưa vợ con đi khám và như hiện tại bây giờ thì vợ con đã được 13 tuần tuổi. Hallelujah! Thầy cảm ơn! Hallelujah! Vâng, thưa anh chị em, đây là cặp vợ chồng hiếm muộn với 5 năm và từ mãi ngoài Vinh, Quảng Bình. Vinh, lặn lội hai vợ chồng đến đây. Chúng con đến đây mấy lần rồi? Dạ, đến đây mấy lần rồi? Dạ, con không biết bao nhiêu lần con đến đây rồi cha. Không biết bao nhiêu lần đến đây rồi. Thưa anh chị em, không đếm được, để cho tặng cho con
cái máy 365 bài giảng. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác đến không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cái quan trọng nhất là lần này đã có tin vui sau 5 năm đợi chờ với đứa con ở trong bụng 13 tuần tuổi. Phải không? 13 tuần tuổi. Và hôm nay hai vợ chồng lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để tặng cho con cuốn Con đường tín thác và để kỳ quạt 100 năm đích mẹ hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho chúng con. Con, xin đi con. Bé đây đi con. Đi chung à? Đây con, rồi. Còn con. Nhà thưa cha, con là Maria Trương Minh Hoàng Oanh. Maria gì? Trương Minh Hoàng Oanh. Trương Minh Hoàng Oanh, hôm nay con bao nhiêu tuổi, ở đâu? Năm nay con 17 tuổi, con ở giáo xứ Hòa Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người. Nhà thưa cha, là từ năm lớp 2 là con bị rụng tóc. Thì nó rụng trắng hết cả cái phần tóc và chỉ thấy da đầu thôi. Thì con uống thuốc cho tới năm lớp 8 mà con không uống nữa. Năm lớp 10 là con lên đây, thì bây giờ là một năm hơn. Thì nửa năm nay tóc con nó không có rụng nữa, thì bây giờ nó mọc dài đã được như vậy rồi. Con lên đây là tự ai chỉ cho con lên đây để con cầu nguyện để tóc con nó mọc ra, và mọc từ bao giờ? Dạ, là bà nội con theo bên hội làm chú thương xót, cái xong rồi nói ba mẹ con dẫn lên đây, rồi lên đây, rồi... Lên đây mấy lần? Dạ, chắc cỡ 5-6 lần. Cái 5-6 lần hồi xưa thương chị em, ngày xưa là cái tóc của nó không có như thế này. Tóc hồi xưa nó rụng trắng hết từ năm lớp 2, phải không? Từ năm lớp 2, cái tóc nó cứ rụng suốt như vậy. Bây giờ là con học lớp mấy? Dạ, con học lớp 11. Từ năm lớp 2 mà cho đến năm lớp 11. Và cuối cùng thì bà nội mới hướng dẫn con lên đây. Và con lên đây với ai? Dạ, hôm nay con lên với ba mẹ, với nội, với lại mấy người trong xóm. Và hôm nay thì tóc con đã mọc trở lại bình thường như thế này. Cô gái, cô Bắc Kỳ nho nhỏ, mà đây không phải cô Bắc Kỳ nho nhỏ, tóc đờ mi gạt sâu. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây, cho tặng cho con cuốn sách Con đường tín thác nha, với CD đi kèm theo. Rồi con gửi cho bà của con cái máy 365 bài giảng nha. Và gửi cho mẹ con một cái kinh quạt 100 năm. Và tặng cho ba con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời ông. Con Nam Minh Cao Ngọc Văn ở giáo họ Phú Hội, thuộc giáo xứ Ân Phú, giáo phận Bùi Chu ở ngoài Bắc ạ. Nay ông bao nhiêu tuổi? Con năm nay 82 tuổi ạ. À, một ông lão 82 tuổi từ giáo phận Bùi Chu vào đây, ông được ơn gì của Chúa? Dạ, con vào đây cũng có chàng con ở Chu Hải ạ. Thì như vậy là con vào thì cũng gặp được cái vừa qua là ở giáo xứ Chu Hải là mở tuần đại phúc. Thì các cha về đấy là rất đông, cho nên là con đi thông công tuần đại phúc. Thế thì có cháu nó cho con một cái đài nói về lòng thương xót của Chúa. Thế thì con nghe vào khoảng 20 ngày. Thì con có một cái mắt bên phải của con này là con bị viêm đồ thống cách đây 20 năm. Là họ mổ là con không có dẫn một sự gì, nó tối đen hết. Thế thì năm ngoái con vào đây, vào cũng vào Chu Hải, vào cháu thì được giáo xứ Chu Hải là cha cho các cụ để đi làm từ thiện để mổ mắt cho các cụ. Thì con đi về Sài Gòn thì mấy trăm người ta đều làm được cả, nhưng mà con đến cuối cùng không được vì mắt con mổ rồi, cho nên là họ không làm. Cái năm nay con vào thì con nhờ lòng Chúa thương xót và con cầu nguyện trong tuần đại phúc, thì con như vậy là quyết tâm là coi như vậy là để là coi như vậy là tín thác vào Chúa để Chúa chữa con mắt cho con. Thế thì một cái đêm hôm ấy là vào ngày thứ hai cái tuần trước lễ Giáng sinh, thì đêm con ngủ là tự nhiên như vậy là như là Chúa bảo con là mai là đi xuống Bà Rịa mổ mắt. Đấy, thì sáng mai là con bảo cháu bảo con chở ông xuống Bà Rịa để ông mổ mắt. Thế nó bảo ông đi Sài Gòn người ta còn chẳng làm cho được nữa, là ông đi xuống cái Bà Rịa nó là cái cấp thấp với ông xuống làm gì.
thế con bảo với chị thôi. Thế như vậy là đến bây giờ thưa cha là con là trước hôm lễ Giáng sinh vừa qua đây hai ngày là con ở bệnh viện mà đây là con về là mắt con bây giờ sáng tưng bừng. Sáng tưng bừng. Rồi, rồi còn ơn thứ hai. Rồi này, thì còn con bây giờ là còn một cái bệnh nữa là con như vậy là con là 82 tuổi nhưng mà con bị một bệnh vảnh lắm nếu phải đến ấy, là 65 năm đến bây giờ còn đang đeo bệnh. Thì con cũng hôm nay về đây thì cũng là coi như vậy là để nói về lòng thương xót của Chúa mà con đã được và cũng còn một bệnh nữa thì con cũng chỉ... Hallelujah. Rồi bây giờ tặng cho một cái máy đây là cái máy 365 bài giảng nha. Vâng, và đây là cuốn sách Con đường tí thác. Xin Chúa chúc lành cho ông và mời anh chị. Ông thấy 82 tuổi mà giọng còn ngon không? Ngon, nói tỉnh táo rõ ràng lắm. Đây, còn chúng con tên là gì? Dạ, con theo cha với cộng đoàn, con tên là Phêrô Nguyễn Văn Minh. Năm nay 52 tuổi. Con tên là Teresa Phung Tuyên, năm nay 49 tuổi. Dạ, con ở Đắk Lắk, xứ Vĩnh Đức. Rồi, vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ, thưa cha, trong hai vợ chồng con là hai người ung thư cả hai. Con ung thư gì? Dạ, con ung thư dạ dày. Con ung thư gì? Dạ, con ung thư tuyến giáp. Một người ung thư dạ dày, một người ung thư tuyến giáp. Rồi chúng con đã được ơn Chúa chữa lành như thế nào? Nói cho mọi người nghe. Dạ, con đã mổ 5 lần. Mà lần thứ nhất là họ chỉ nói mổ được một lần thôi. Lần thứ hai là họ nói mổ là 80% là phải cấm. Nhưng con cầu xin lòng thương xót Chúa và chồng con nói chấp nhận mổ tha cấm con hơn. Và lần cuối cùng, lần thứ sáu họ định mổ cho con nhưng con cho tiền bác sĩ mà tới giờ mổ họ lại không chịu mổ cứ lần lư rồi con chạy sáng bác sĩ mổ cho con, bác khuyên con đừng mổ nữa tại vì nó nằm ở tĩnh mạch của con và con cầu xin Chúa nay nay đã máu ung thư của con đã giảm nhiều. Dạ, con có bị cầm không? Dạ không. Còn con ung thư? Dạ con ung thư dạ dày. Và sau con đến con xin cha cộng đoàn cầu nguyện, sau con xả thì 28 lần thì giờ nay sau gần 2 năm con khỏe mạnh như lúc bây giờ và con cũng hứa với Chúa với mẹ là con sẽ cố gắng làm việc gì trong đạo thì hiện nay con là thành phần của Legio lính của Đức Mẹ. Sao mà chúng con biết được đến lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng con đến con cầu nguyện? Dạ, con cũng được người giới thiệu là chị Trinh ở Đắk Lắk cùng quê với con. Dạ. Từ đó con lúc vợ con đi là con nhắn tin cho cha thì cha con nhắn tin lại cho con là con yên tâm rồi cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con và từ đó là trong 4 năm nữa thế này thì Chúa luôn theo từng bước của vợ con cũng như gia đình con. Thầy cho gửi tặng cho con cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo đó nha. Và đây là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày thứ Bảy 13. Đây là để cầu nguyện với Đức Mẹ nha. Thì chị em hãy tưởng tượng nếu mà gia đình của mình, chồng thì bị ung thư bao tử, vợ thì ung thư tuyến giáp, mình chịu nổi không? Chịu nổi không? Một người không đủ chết để cả hai vợ chồng chôn được mấy người con? Dạ thưa cha, con được 3 người con chứ. Chứ con sống bằng nghề gì? Dạ con sống bằng nghề nông chứ. Sống bằng nghề nông mà bị ung thư bao tử, ung thư tuyến giáp làm sao chịu nổi. Cho nên cái con đường tín thác, con đường mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào là con đường mà Ngài đã dìm mình xuống cái dòng sông Giô-đan. Ngài dìm mình vào trong nỗi đau, nỗi khổ, căn bệnh của con người. Ngài biết, Ngài thấu, Ngài hiểu gia đình này nó đau khổ, nó lo lắng như thế nào. Và Ngài cứ từng bước cứu chữa cả hai vợ chồng thoát hai căn bệnh hiểm nghèo, ung thư bao tử và ung thư tuyến giáp. Bé, nghe con. Hả?
Có làm chứng à? Bé không có làm chứng à? À? Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là, đến đây là con là Anna ở Trần Huế, ở xứ Miêu Giang, địa phận Bà Rịa. Thưa cha, con đẻ được một đứa con trai lớn 10 tuổi, rồi mãi con cũng chẳng đẻ được, rồi con chữa hết chỗ nọ lên chỗ kia chẳng được. Đến lúc con nghe lòng Chúa thương xót, rồi con nhắn tin, thì cha nhận lời con và nhắn tin, thì con đã đi, con bị lễ quan tải Phê-rô, con leo lên một cái cây roi, con leo xuống, ngã xuống tầng 4 mét, thì con ở nhà thưa. Thì siêu âm bác sĩ kêu con đã có thai rồi mà con không biết, vậy mà con nghe xuống được lòng Chúa nâng đỡ rồi em. Thưa chị em, cô ấy có đứa con dưới 10 tuổi, mong ước một đứa thứ hai chưa được, rồi khấn, rồi đã nhắn tin, rồi chúng tôi đã cầu nguyện cho cô ấy. Cô có thai mà cô ấy không biết, được ơn mà không biết, leo lên cây gì? Cây roi là cây gì? Cây mận. Cái mận, chúng tôi cái roi, tôi biết là cái roi, à biết là cái roi là cái mận nhá. Lên cái roi, rồi lên cái roi để hái mận hay là cái gì? Để hái quả, thế xong có té xuống. Vâng, trèo lên, lên, trèo lên, lên cây bưởi hái hoa. Còn đây trèo lên, lên, trèo lên, lên cây roi, té xuống 4 mét. Té xuống 4 mét. Mới biết mình có thai, anh cho em nghĩ thì coi. Và Chúa nhìn những cái thai đó có bị sao không? Dạ, thưa cha, tai khỏe nhưng mà chồng con cũng bỏ 17 năm không? Không không, từ từ, chưa gì đã là tố chồng rồi. Từ từ, bình tĩnh, cái thai đó có bị sao không? Dạ, thưa cha, con đi nhà thương Linh Bình thì... Tôi nói có sao không? Không, dạ. Rồi con té 4 mét xuống con có sao không? Dạ không. Rồi tất cả đều không có sao đúng không? Dạ. Vậy đẻ nó chưa? Dạ con đẻ cháu đây nhưng mà... Nó mấy tuổi? Nó 7 tuổi. Rồi thưa chị em, đấy trèo lên cây bia, roi 4 mét rớt xuống mà thai không sao, người không sao, đẻ được đứa bé. Nó đang hiện diện đây, rồi chồng con làm sao? Dạ chồng con từ đó đi... Bỏ đi nam 17 năm chẳng làm lụng lì, con thì tại ba tất cả xương cỡ. Mẹ con chẳng biết làm gì được, con nghĩ ra một công việc con lì vác lúa để con nuôi con. Đến ngày hôm nay xin cha và xin Chúa ủng hộ cho con đủ cơm ăn áo mặc và con có tiền đến đây. Tạ Chúa và đến đây làm chứng cho mọi người. Giờ chồng con đã về chưa? Dạ con chưa. Vâng. Thưa anh chị em, chồng bỏ đi mà con người đau ốm bệnh tật như vậy vẫn đủ sức nuôi hai đứa con và lặn lội từ đó đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa và vẫn một lời lòng tha thiết là cầu nguyện cho người chồng của mình. Chúa thấy không? Chúa thương không? Chúa hiểu không? Chúa yêu không? Chúa cứu không? Rồi xong. Hallelujah! Rồi cha gửi tặng cho con cái máy, cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Và đây là cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Con để dành khi nào chồng con về tặng cho chồng con nha. Phải nuôi niềm hy vọng nha. Và đây là móc, đây là tràng chuối cho con. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Và thưa anh chị em, giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng tất cả cầm cái cây quạt ở trên tay. Cầm cái quạt trên tay, rồi chúng ta cùng nhau hát với bài Đến Với Giao Điểm Tin Mừng. Vì nơi đây Chúa đang đồng hành với ta, nơi đây như dòng sông Giô-đan, Chúa xếp hàng với những con người, xếp hàng lên xin đặt tay cầu nguyện. Chúa xếp hàng với những con người đau ốm bệnh tật, Chúa xếp hàng với những con người tội lỗi, Chúa xếp hàng với những người buôn thúng bán mẹt, Chúa xếp hàng với những người bị chồng bỏ chồng chê, Chúa xếp hàng với những người thất bại, thất tình, thất nghiệp. Chúa xếp hàng với những người phá sản. Chúa xếp hàng với những con người mà chỉ có còn lại một cánh tay, hai chân bị liệt, một tay bị cụt. Chúa xếp hàng với người mà cả hai cánh tay không còn nữa. Chúa xếp hàng với tất cả mỗi người chúng ta tại giao điểm tin mừng này. Anh chị em hãy đến với giao điểm tin mừng như những con người tội lỗi xếp hàng đến với dòng sông Giô-đan. Để dìm mình vào sông Giô-đan thì chúng ta cũng dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa tại đây, để Chúa lấy máu và nước Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của ta,
quyền năng lòng thương xót từ thánh thể chữa lành mọi vết thương thân xác tâm hồn chúng ta và cho chúng ta lên khỏi dòng nước rũ sạch mọi tội lỗi, lên khỏi dòng nước rũ sạch mọi buồn phiền, rũ sạch mọi lo lắng, bước đến cho điểm tin mừng đầy những đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, buồn phiền, chán nản. Đến đây dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót như dìm vào sông Giô-đan, ra khỏi dòng sông Giô-đan, ra về khỏi giáo điểm, còn một con người mới, con người con của Chúa, con người vui tươi, hân hoan, phấn khởi đến với giáo điểm tin mừng. Mời anh chị em cầm cây quạt giơ lên làm đi theo nhịp của chúng tôi, giơ lên hạ xuống, làm theo đúng nhịp nhá, làm theo đúng chúng tôi làm sao anh chị em làm như vậy. Về nơi đây, đây.